tổ tiên đang mang lại phước lành cho con cháu của mình những dấu hiệu rất rõ ràng điều thứ nhất những chuyến thăm trong giấc mơ tổ tiên có thể giao tiếp với chúng ta thông qua những giấc mơ xuất hiện như một nguồn an ủi hướng dẫn hoặc trấn an những chuyến thăm trong giấc mơ này có thể mang lại cảm giác sống động yên bình và tràn ngập tình yêu thương mang đến cho chúng ta những thông điệp hoặc biểu tượng mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc điều thứ hai tổ tiên có thể để lại các dấu hiệu và sự đồng bộ trong thế giới vật chất chẳng hạn như là những con số liên tục lặp lại những ký hiệu lặp lại hoặc sự trùng hợp có ý nghĩa dường như không thể giải thích hợp lý những sự trùng hợp này có thể đóng vai trò như là lời nhắc nhở về sự hiện diện và ảnh hưởng của tổ tiên trong cuộc sống của con cháu. Điều thứ ba, con cháu có thể trải nghiệm thông tin chi tiết trực quan, cảm xúc sâu sắc hoặc hiểu biết bên trong dường như đến từ một nguồn cao hơn. Những hiểu biết sâu sắc này có thể cung cấp sự hướng dẫn, sự rõ ràng hoặc trí tuệ phù hợp với truyền thống và dòng truyền thừa của tổ tiên. Điều thứ tư, Tổ tiên có thể giao tiếp thông qua các dấu hiệu tự nhiên, chẳng hạn như là hình dáng bên ngoài của các loài động vật, thực vật cụ thể, hoặc hiện tượng tự nhiên mang ý nghĩa biểu tượng trong hệ thống tín ngưỡng hoặc văn hóa tổ tiên. Những dấu hiệu này có thể đóng vai trò như là lời nhắc nhở về mối liên hệ giữa thế giới vật chất và tâm linh. Điều thứ năm, con cháu có thể nhận được phước lành từ tổ tiên thông qua lễ vật dân tại bàn thờ tổ tiên hoặc nơi linh thiêng những lễ vật này chẳng hạn như là đồ ăn thức uống hoặc là những lời cầu nguyện đó là một cách để tôn vinh và kết nối với các linh hồn tổ tiên mời gọi tổ tiên ban phước lành và dẫn dắt chúng ta vào thời điểm hiện tại điều thứ sáu Tổ tiên có thể ban phước cho con cháu thông qua sự hiện diện của mối quan hệ gia đình bền chặt, truyền thống và giá trị được truyền qua nhiều thế hệ. Những phước lành này có thể được cảm nhận qua tình yêu, sự hỗ trợ và cảm giác thân thuộc mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau, tạo ra cảm giác liên tục và kết nối xuyên thời gian và không gian. Điều thứ bảy, tổ tiên có thể ban phước lành cho con cháu về sự bình an nội tâm, chữa lành và phát triển tâm linh. Thông qua việc giải phóng những tổn thương, khuôn mẫu và gánh nặng của tổ tiên, con cháu có thể trải nghiệm cảm giác giải phóng, biến đổi và đổi mới, mở đường cho sự hòa hợp và hạnh phúc hơn trong cuộc sống của họ. Sau đây, Quốc Anh hướng dẫn các bạn một số hành động dễ dàng bạn có thể thực hiện để mở lòng đón nhận những phước lành to lớn từ tổ tiên của mình. Điều thứ nhất, thiết là một không gian riêng trong nhà, làm bàn thờ tổ tiên nơi bạn thể hiện tôn kính và kết nối với tổ tiên trang trí bàn thờ bằng những bức ảnh vật lưu niệm đèn và những đồ cúng có ý nghĩa quan trọng đối với dòng dõi của bạn hãy dành thời gian bên bàn thờ để tĩnh tâm suy ngẫm dâng lên những lời cầu nguyện lòng biết ơn và những ý nguyện với tổ tiên điều thứ hai tham gia vào các hoạt động cầu nguyện thiền định thường xuyên bạn kêu gọi tổ tiên của mình để được hướng dẫn, bảo vệ và ban phước. Hãy nói từ trái tim của mình, bày tỏ tình yêu, sự tôn trọng và lòng biết ơn. Đối với sự hiện diện của tổ tiên trong cuộc sống của bạn, hãy yêu cầu sự khôn ngoan và hỗ trợ của tổ tiên trong những lúc cần thiết. Điều thứ ba, hãy tôn vinh truyền thống tổ tiên của chúng ta. Điều thứ tư, kết nối với thiên nhiên. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên kết nối với các yếu tố và linh hồn của thế giới tự nhiên, tìm kiếm những địa điểm có ý nghĩa tâm linh đối với tổ tiên của bạn, chẳng hạn như là các địa điểm linh thiêng, rừng, sông hoặc núi, hãy lắng nghe lời thì thầm của gió, tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc như là lời nhắn nhủ của tổ tiên. Điều thứ năm, hãy nuôi dưỡng thái độ biết ơn và rộng lượng trong cuộc sống hàng ngày như một cách để tỏ lòng tôn kính những phước lành mà bạn đã nhận được từ tổ tiên của mình hãy thực hành những hành động tử tế từ bi và phục vụ người khác biết rằng những đức tính này phản ánh những giá trị và đức tính của dòng truyền thừa tổ tiên của bạn điều thứ sáu hãy cởi mở để tiếp nhận những thông điệp dấu hiệu và hiểu biết sâu sắc từ tổ tiên của bạn thông qua những giấc mơ tầm nhìn trực giác hãy tin tưởng vào sự hướng dẫn bên trong và trực giác của bạn như là một nguồn để trí tuệ và sự hướng dẫn của tổ tiên trải qua bạn sau đây của Anh hướng dẫn các bạn cách chúng ta thắp sáng một ngọn đèn tâm linh để thể hiện lòng tôn kính bí cơn tổ tiên đón nhận vô số phước lành từ tổ tiên của mình khi chúng ta thắp sáng ngọn đèn tâm linh để cầu nguyện đó là một cử chỉ tượng trưng soi đường cho tổ tiên hướng dẫn và che chở cho bạn ánh sáng tượng trưng cho sự rõ ràng sáng suốt và sự thức tỉnh tâm linh mời gọi sự hiền diện và phước lành của tổ tiên vào không gian và cuộc sống của bạn điều thứ hai hành động thắp sáng ngọn đèn để cầu nguyện đó là cử chỉ thể hiện lòng tôn kính biết ơn tổ tiên ghi nhận sự khôn ngoan tình thương và sự hiền diện của tổ tiên trong cuộc đời bạn đó là một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những phước lành mà tổ tiên mang đến cho cuộc đời bạn đặt một ngọn đèn cầu nguyện thắp sáng trên bàn thờ tổ tiên sẽ tạo ra một bầu không khí linh thiêng và thanh bình. Mời gọi linh hồn tổ tiên về tù hợp. Ngọn lửa đóng vai trò như là ngọn hải đăng để năng lượng tổ tiên hội tụ và kết nối với bạn. Điều thứ tư, khi thắp sáng ngọn đèn để cầu nguyện, bạn có thể dâng lên những lời cầu nguyện, ý định rõ ràng để đón nhận vô số phước lành từ tổ tiên. Hãy nói từ trái tim, bày tỏ những mong muốn lòng biết ơn và khát vọng sâu sắc nhất của bạn tới các linh hồn trong dòng dõi của bạn. Thắp sáng ngọn đèn để cầu nguyện là một tập tục truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ ở nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng tâm linh bằng các tiếp tục truyền thống thiên niên này. Bạn tôn với những phong tục và nghi lễ của tổ tiên, giữ cho di sản của họ tồn tại và sống động trong hoạt động tâm linh của chính bạn. Điều thứ sáu, ánh sáng dịu nhẹ của đèn cầu nguyện có thể đóng vai trò là tâm điểm để thực hành thiền định, suy ngẫm và kết nối nội tâm với cõi tâm linh. Khi bạn nhìn vào ngọn lửa, hãy để tâm trí bạn tĩnh lặng, trái tim bạn rộng mở và tinh thần của bạn giao tiếp với nguồn năng lượng của tổ tiên. Thông qua việc dân đèn cầu nguyện, bạn mời gọi những phước lành, hòa bình, bảo vệ và hòa hợp vào cuộc sống và gia đình của bạn. Ngọn lửa thiên đóng vai trò như là một lá trắng, chống lại những năng lượng tiêu cực mang lại cảm giác thoải mái an toàn và thanh thản việc kết hợp thực hành cúng đèn cầu nguyện vào thói quen tâm linh của bạn có thể làm sâu sắc thêm mối liên hệ của bạn với tổ tiên nuôi dưỡng cảm giác gần gũi hướng dẫn và phước lành chảy vào cuộc sống của bạn dù bạn thắp sáng ngọn đèn hàng ngày hay là vào những dịp đặc biệt hay trong những lúc cần thiết hãy biết rằng cử chỉ tôn trọng và biết ơn của bạn sẽ được các linh hồn trong dòng dõi của bạn đón nhận với tình yêu và sự đánh giá cao thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại